Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần 26, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, số ca bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng nhanh. Cụ thể, thành phố ghi nhận 1.069 ca tay chân miệng, tăng 106% so với trung bình 4 tuần trước. Trong đó, số ca nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú đều tăng lần lượt là 17,7% và 133,8%. Số ca mắc tích lũy đến tuần 26 là trên 4.800 ca, thấp hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022, trên 8.000 ca. Trong tuần 26, ghi nhận hầu hết các quận, huyện đều có số ca mắc trong tuần tăng so với trung bình 4 tuần trước. 21 trên 22 quận, huyện, trừ quận nhất, có số ca mắc không thay đổi. Các quận huyện có số ca mắc tay chân miệng 100.000 dân cao, bao gồm quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, quận 8, quận Tân Phú, quận 6. Để phòng chống sự gia tăng bệnh tay chân miệng, các ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường hoạt động phòng chống tay chân miệng trên địa bàn, bao gồm giám sát, điều tra, xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan, đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng chống bệnh tay chân miệng, đặc biệt chú trọng phòng chống dịch trong trường học.